tất cả mọi người đang có mặt tại đây ngày hôm nay. Và đây là chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện. Một chương trình mà hy vọng rằng cũng đã được các cô, các chú, các bác đã được nghe đến từ lâu. Bởi vì ngày hôm nay khi ở Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy này thì đã là lần thứ 85, số 85 của chương trình của chúng tôi đã đi khắp mọi nẻo đường trên Tổ quốc. Và ngày hôm nay thì số 85 đang dừng chân tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Xin mời gửi lời chào nồng nhiệt tới đội ngũ y bác sĩ, các quý vị đại biểu, các cô, các bác, những bệnh nhân và những người nhà bệnh nhân cùng với tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại đây chiều hôm nay. Kính thưa quý vị, thưa các cô, các chú, các bác, chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện chính là một ý tưởng xuất phát từ một trái tim rất nồng hậu của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh. Và thật là tuyệt vời khi mà ý tưởng nồng hậu này đã được tiếp sức bởi rất nhiều những tinh thần đồng cảm như vậy. Lãnh đạo y tế, đoàn thanh niên bộ y tế, các nghệ sĩ, công ty truyền thông NSN Media, công ty Vạn Đắc Phúc, nhóm tình nguyện Tim Hồng và sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, nhãn hàng Le Famille, công ty Lê Bảo Minh. Tất cả những con người đó, những trái tim nồng hậu đó đã phối hợp để thực hiện chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện, đã thực hiện ở rất nhiều nơi và ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay đang được thực hiện bên bờ biển của Quảng Ninh. Kính thưa các bác, thưa các cô, các chú, đây là một chương trình mà chúng tôi, những nghệ sĩ, mỗi một chương trình có thể là sẽ tham gia, có những nghệ sĩ thì có chương trình này tham gia được, chương trình kia không tham gia được, nhưng bất cứ ai khi có cơ hội tham gia đều tham gia hết lòng, bởi vì chúng tôi đều mong muốn với những tiếng hát của các nghệ sĩ, với những tiếng đàn của các nghệ sĩ sẽ làm cho những bệnh nhân đang điều trị sẽ vơi đi phần nào những nỗi đau mà họ đang phải chịu đựng hàng ngày hàng giờ. Và không chỉ là những bệnh nhân, những người nhà bệnh nhân cũng cảm thấy có một nguồn động viên, một động lực lớn. Và đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ, những người mà đang phải hàng ngày hàng giờ đối mặt với rất nhiều những vất vả, rất nhiều những khó khăn, thì chúng tôi hy vọng rằng với chương trình mang nhạc đến bệnh viện cũng để thể hiện tấm lòng của những người dân đối với đội ngũ y bác sĩ, những người làm cho ngành y tế hiểu rằng chúng tôi luôn luôn thông cảm và thấu hiểu với sự vất vả của các anh các chị, và chúc các anh chị luôn luôn mạnh khỏe, mang hết tâm huyết của mình để cứu chữa cho biết bao nhiêu người bệnh. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý. Về phía Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Thịnh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện. Xin được trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Bích Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Song Thân, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bãi Cháy, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Bãi Cháy. Về phía nhà tài trợ Ngân hàng BIDV tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Hà, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV Quảng Ninh. Xin trân trọng giới thiệu chị Trần Mai Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV tỉnh Quảng Ninh. Đến tham dự hôm nay còn có các anh chị đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí. Và điều mà chúng tôi mong đợi nhất đó là có sự có mặt đông đảo của đội ngũ y bác sĩ, của các cô, các chú, các bác đang phải điều trị tại đây cũng như người nhà các bệnh nhân. Và trong khi mà ca sĩ Ngọc Anh đang biểu diễn tại sân khấu này, cũng như là trước khi mà chúng tôi cho bắt chương trình bắt đầu thành lập tại đây, thì đội ngũ ca sĩ chúng tôi đã đi một số phòng bệnh để hát cho các bác bệnh nhân mà vì điều kiện sức khỏe không thể xuống tận sân này để thưởng thức, thì các ca sĩ đã đến tận giường để biểu diễn phục vụ cho các bệnh nhân. Đó cũng là một mong muốn của chúng tôi. Để tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời. Xin được trân trọng giới thiệu kính mời ông Đỗ Văn Thịnh, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Bệnh viện sẽ lên phát biểu khai mạc chương trình hôm nay. Xin trân trọng kính mời.